Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra trên biển, từ đầu năm 2019 đến nay, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã tiến hành nhiều đợt thanh tra kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản. Theo đó, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với đồn biên phòng, ủy ban nhân dân các vườn xã, thị trấn, vùng biển, tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển, phát hiện 193 vụ vi phạm và đã tiến hành xứ phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước gần 640 triệu đồng. Trong đó, riêng tháng 4 năm 2019, lực lượng chức năng phát hiện 64 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 232 triệu đồng. Nhìn chung, các hình thức vi phạm chủ yếu là tàu giả cao khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ, sử dụng xung điện khai thác thủy sản, quá hạn đăng kiểm, không có bằng thuyền trưởng, máy trưởng, trang bị thiếu hoặc không trang bị áo phao cứu sinh, không có giấy phép khai thác thủy sản, hoạt động sai nghề ghi trong giấy phép khai thác thủy sản.